người có thấy không? Cái phô mai á, phô mai lát bên trong đó, nó tan chảy ra nè, rất là hấp dẫn luôn. Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái món ăn, nó cũng nghe cái tên nó cũng hơi là lạ đó mọi người. Đó chính là bánh phô mai chiên. Cái bánh này thì mình thấy có mấy bạn cũng làm nhiều rồi, nhưng mà hôm nay mình thử mình làm như thế nào nha. Nguyên liệu nó thì cũng đơn giản thôi, nó thì làm thì cũng nhanh cũng gọn à. Mọi người nhớ xem hết video nha, để cùng mình làm thử cái món như thế nào ha. Thì đây là nguyên liệu của mình nha. Đây là bánh mì sandwich, bánh mì lát á, và một cây xúc xích, một quả trứng và phô mai. Phô mai là không có thể thiếu được. Này là mình mua phô mai lát nha. Còn cái này là cái đồ cán của mình đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm việc nha. Bắt đầu mình sẽ chế biến cái món này. Đầu tiên thì mình sẽ cắt bốn cái cạnh của miếng bánh này nha. Đây nha mọi người, cái bánh khi mình cắt cái bốn cạnh nó như thế này nè. Bây giờ mình sẽ cán cho cái bánh nó dẹp đi. Này là mình dùng cái ly á, mình quấn băng co lại. Nếu mà nhà nào bạn nào cũng có cái ly rồi rồi này, có thể dùng cái chai á cũng được nha. Đó, bây giờ mình sẽ ép nha. Làm cũng đơn giản quá mọi người ha. Khi mình ép nó mỏng như thế này nè, mình làm thì bốn miếng. Sau khi mình dùng ly mình cán thì nó được như thế này nè mọi người đó. Và cái bước tiếp theo là mình sẽ đập trứng nha. Trứng thì lấy lòng trắng và lòng vàng đều lấy hết luôn nha. Mình sẽ cho vào trong này một tí muối cho nó có một cái vị mặn cho nó dễ ăn nha. Một tí muối được rồi, không cần nhiều quá đâu. Bây giờ mình sẽ đánh đều lên. Tiếp theo thì mình sẽ dùng phô mai. Như là bốn miếng bánh thì mình dùng khoảng một miếng phô mai là vừa rồi. Mình sẽ cắt phô mai ra nha. Mình sẽ cắt làm tư ra, tùy theo mỗi người ăn nhiều hay ít, nhưng mình nghĩ cắt làm tư ra thì nó ăn là vừa, tại vì nhiều quá thì nó béo cũng rất là ngán. Đây là phô mai của mình và xúc xích nữa nha. Mình cho phô mai lên rồi mình cho thêm xúc xích lên nữa nha. Đó, cho ăn cho nó đỡ ngán. Sau đó mình sẽ dùng cái trứng này. Mình sẽ khuết bốn cạnh của miếng bánh nha.
bây giờ mình sẽ gấp đôi lại. Sau đó mình sẽ dùng một chiếc nĩ như thế này này, mình sẽ kết dính hai miếng bánh lại, mình sẽ làm như thế này. Như thế này mọi người cứ làm y như vậy đối với ba miếng bánh còn lại nha. Sau khi mình dính nó lại thì mình sẽ tráng lên trên bề mặt nó một lớp trứng nữa nha, tráng lên trên một lớp trứng nữa. Một lớp mỏng thôi, không cần dày quá đâu, dày quá nó sẽ bị ướt đó. Đó, mình sẽ lật lại phía bên bên này nữa. Nè mọi người, bây giờ mình sẽ cho lên bếp mà mình bắt đầu mình chiên nha. Cái này thì chiên cũng rất là nhanh chứ không có lâu lắm đâu. Mình chiên trong vòng khoảng 2 phút trở lại là được rồi. Mình sẽ cho vào chảo một là ít dầu nha. Mình chờ cho dầu này nó nóng rồi mình sẽ cho bánh vào ha. Nên nhớ là khi mình chiên cái này thì mình để lửa nhỏ thôi nha, chứ để lửa lớn là nó sẽ bị cháy đó nha. Bây giờ mình sẽ cho vào. Mọi người có thấy không? Có cái tiếng xèo xèo rồi đó. Tại vì mình có phết lên ở phía bề mặt một lớp trứng đó. Nên là một lát nữa nó chín, nó sẽ vàng lên, nhìn trông rất là bắt mắt. Lâu lâu thay đổi món, làm cái món này là lạ, ăn cho nó đỡ ngán mọi người. Làm cũng đơn giản, nhanh. Từ nãy giờ mình chiên cũng được 2 phút rồi mọi người. Mình cũng trở đều, chín đều hết hai bên rồi. Bây giờ mình sẽ cho ra vài dĩa nha. Bây giờ mình sẽ gấp ra ngoài dĩa ha. Và đây là thành quả của mình nè. Đây. Rất là đẹp, rất là bắt mắt luôn. Đây mọi người, bánh của mình sau khi chiên là nó như thế này nha. Bây giờ mình sẽ dùng thử như thế nào ha. À. Mọi người có thấy không? Cái phô mai lát bên trong nó tan chảy ra nè. Rất là hấp dẫn luôn. Cái này mà thật sự mà nói thì ăn lúc nóng rất là ngon. Nó có cái vị mặn mặn, béo béo, béo của phô mai đó. Còn mặn là mặn cái trứng. Trứng hồi nãy mà người mình bỏ vào tí muối đó, nên là nó hơi mặn mặn tí. Béo béo, ăn rất là ngon nha. Cái món này làm cũng nhanh, đơn giản, nguyên liệu thì dễ kiếm nữa. Cái này có thể làm ăn sáng cũng được, hay là mình làm mình chưa chiên mình bỏ bịch, mình có thể để trong tủ lạnh đó. Khi nào mình muốn ăn đó, thì mình đem ra mình chiên làm ăn thôi. Chiên rất là nhanh luôn, khoảng 2 phút là được rồi. Đó, mình chiên 2 phút mà nó xém xém như là ok này. Mình sẽ dùng thử một miếng nha. Phô mai nè, vừa chín tới luôn á, phô mai nó tan chảy luôn đó mọi người. Wow, thật là tuyệt. Lần đầu tiên mình làm như vậy là khá thành công rồi. Có nhiều bạn làm á, nó bị hở phía bên hông nè mọi người. Hôm sau mình sẽ làm tiếp tục về cái món bánh như thế này, nhưng mà mình làm không có chiên nha. Thôi, chắc có lẽ mình xin kết thúc video tại đây nha. Nếu mọi người thấy hay á, hãy để lại cho mình một like, một share và đăng ký kênh để
đăng ký kênh và nhớ nhấn nút thông báo phía bên dưới nha, để khi nào mình ra cái video á thì mọi người để thông báo mọi người biết mà vào xem. Và mọi người có thắc mắc gì thì hãy comment bình luận phía bên dưới cho mình biết như thế nào nha.